Một ngư dân Na Uy đang gây dậy sóng trên mạng Instagram sau khi chia sẻ những bức ảnh về một sinh vật biển bí ẩn mà anh đặt tên là cá Frankenstein. Một bức ảnh về con cá kỳ dị hiện đang gây xôn xao trên Instagram, khiến các nhà hải dương học nghiệp dư cố gắng đoán tên của con cá bí ẩn này. Cá quái thú được các nhà hải dương học xác định là cá mập mà, sống ở độ sâu 200 đến 2.550 mét dưới đáy biển sâu. Sinh vật này được Thomas Predator, một người đánh lưới thương mại đóng quân gần thành phố cảng Musman, nước Nga, người đã chụp ảnh hàng chục con sâu trong đêm khi đi đánh cá. Đây là một con cá trắng mờ với mắt xanh trũng sâu, đuôi giống như cánh cụp và vây giống như cánh dơi. Đặc biệt nhất có lẽ là những dấu vết kỳ lạ, giống như đường khâu khiến cho con cá trông giống như được khâu lại với nhau một cách lộn xộn, giống như Frankenstein hoặc Chainsaw trong truyện tranh The Punisher. Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội am hiểu về biển đã đoán chính xác rằng sinh vật này là con cá mập ma, còn được gọi là cá Temira, cá chuột, cá ma hay cá thỏ, có liên quan đến cá mập và cá đuối, theo tạp chí Smithsonian. Theo tổ chức xác chết của Vương quốc Anh, loài cá này chỉ có sụn chứ không phải xương, hiếm khi được nhìn thấy vì chúng được tìm thấy ở độ sâu từ 200m đến 2.550m. Trên thực tế, mặc dù đã được khoa học biết đến từ khá lâu, nhưng nó được chụp lại bằng máy ảnh lần đầu tiên vào năm 2016.